xa xa có tiếng chim cu gáy ấy. Cho nên chúng ta sáng tập 4 rưỡi đi bộ, đi bộ vòng vòng rồi có đòi thì ăn không. Lúc này khoảng hơn 10 giờ trưa, đầu mùa mưa. Trước những cây cối xanh tươi mướt mát thế này sau mùa khô, lá vàng lá đỏ vì thiếu nước ở cái vùng khô hạn, vùng đồi núi phía đông bắc Thái Lan này. Và trong cái khung cảnh chim hót véo von, líu lo, bướm thì đang tung tăng bay lượn. Trời thì mát mẻ không cần bật quạt, tôi vừa mới tắt quạt đi xong. Thì mọi ngôn từ đã trở nên thừa thãi. Có lẽ là hãy tận hưởng cái không gian và cái không khí. Không biết dùng ngôn từ gì, thần tiên hay là cảnh vật này đây ạ. Xa xa lại có tiếng chim gù, còn cái con chim nó hót vào rồi thì không biết là chim gì. Và để có một cái lầu mát mẻ cho chúng tôi ngồi và nằm thế này là công sức của biết bao nhiêu người, tiền của tiền bạc cũng của biết bao nhiêu người. Ngay cái lối đi lên đồi An Ban này thôi cũng vậy, toàn là đá hộc, đá tảng to như thế này đây, nước được trở lên có những cái bình nước như thế này đây. Xin tri ân công đức của biết bao nhiêu người, mọi người đã góp công góp của. Đây, toàn những cái tảng đá to thế này. Và để có những cây xanh bóng mát thế này thì cũng không phải tự nhiên mà mọc lên. Cũng là công sức của tiền bạc của biết bao nhiêu người. Không có hình, trong hình cái này chỉ có tiếng chim kêu và màu xanh của cây lá thôi. Thì như trong một bài thơ Đường nào đó có cái câu dịch đến tiếng Việt là một tiếng chim kêu sáng cả trời. Ngâm mấy câu thơ Đường đi. Ngâm mấy câu thơ Đường đi. Ngâm câu thơ Đường, ngâm bài nào bây giờ? Hay ngâm bài bài thơ, câu thơ Đường. Tự nhiên có mấy cái bài thơ Đường nào bây giờ nhớ được. Điện thoại thì hết pin mất rồi. Giờ nhớ bài thơ Đường nào thì ngâm bài bài đó. Lẽ ra trong cái khung cảnh này thì ngâm bài Đăng Cao của Đỗ Phủ thì hay hơn. Hay là ngâm bài Thu Hứng nhỉ, nhưng mà bây giờ cũng chưa phải là mùa thu. Thu ấy không là do tâm mình nữa. Thu ơi không là do tâm mình. Lác đác rừng phong hạt móc xa, ngàn nón ni hiu hắt khí thu loà, lưng trời sóng gợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn cửa ải xa, khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ, con thuyền buộc chặt khối tình già, lạnh lùng giục kẻ tay đao xích, thành bạch dồn chân bóng ác tà. À kia thấy một con sóc.
Đó là bản dịch thu hứng của Đỗ Phủ, không nhớ bản dịch này của ai. Cái nguyên tác là tiếng Hán nhưng mà cũng không nhớ luôn. Và cái bài này thì người ta thường hát mở đầu bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, hát trong ca trù lạc đác rừng phong hạt mọc xa ngàn nón hiệu hát khi thu mà lững dời sóng gợn lòng sống thẳm mặt đất mây đùn cửa ai xa khóm trúc tuôn rơi hàng lệ cũ con thuyền buộc chặt khối tình già lạnh lùng rụng kẽ tay đào xích thành bạch dồn chân bóng ác tà cánh khuya bên tầm dương cánh khuya tiễn khách quạnh hơi thu lau lách điều hiu dựng treo người xuống ngựa khách dựng treo chén quỳnh mong cạn nhớ chiều chúc ti. Đấy là cái bài thu hứng họ ấy hát mở đầu trong bài ca trù Tỳ Bà Hành theo thể Tỳ Bà Hành. Bây giờ ngâm bài thơ đường nào nhỉ? Có bài thơ đường nào giờ tôi nhớ được. Thơ đường. Mấy bài kia thì ấy quá, mấy bài kia thì buồn quá. Bài Ngâm đoạn này kìa. đoạn nào ạ? Trong chữ Kiều ạ. Bắt đầu nguyên thọ gì? Với đoạn này thì cái này thì cũng khá dài, nhưng mà có cái đoạn này hay. Bài này của ai thì Đào Nguyên Phổ. Ông Đào Nguyên Phổ là ông ở gần chỗ nhà con. Nhưng mà bài này, nhưng mà đây là bài Phú, bài Phú Tiền Xích Bích của Tô Thức, tức là Tô Đông Pha, một nhà làm phú nổi tiếng, một thi nhân nổi tiếng đời Tống. Trăng kia có lúc đầy hao mà ta chưa thấy khi nào bớt thêm. Cứ lúc biến mà xem trời đất thì chẳng qua chớp mắt mà thôi. Cứ khi không biến mà coi thì ai ai cũng lâu dài như nhau. Đoạn này là họ dịch theo thể Song Thất Lục Bát này. Thì xin ngâm hai câu Song Thất
theo thể ngâm cổ ngâm sa mạc, còn hai câu lục bát thì ngâm theo bổng mạc. Và thử ngẫm trong bầu vũ trụ có vật gì không chủ đâu mà vật gì chẳng phải ý của ta, dẫu từ một mảy trở hòa nhung tay, chỉ trên nước hay hay gió thôi với sườn non giỏi giỏi trăng treo. Tay nghe văng vẳng tiếng reo, mắt trông thấp thoáng có nhiều vẻ tươi, mặc sức lấy nào ai dám giữ, tha hồ tiêu vẫn cứ chưa chan. Của trời kho đụn vô vàn, mà đôi ta hãy chơi tràn là vui. Khách mừng rỡ miệng cười tay rót, nhắm cạn rồi mâm bát ngổn ngang, kề lưng dựa gối trong khoang, quá say nào biết đã tàng tàng ngày. Đó là đoạn kết trong bài Tiền Xích Bích, bài Tiền Xích Bích Phú của Tô Thức Tô Đông Pha. Tiếp 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 trong cuốn Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập. Tiếng chuông lay bóng bồ đề, con chim trắng cánh bay về Tây Thiên, mong sao dân tộc bình yên, đạo lành che chở dân hiền thân yêu. Dù cho đất sập trời xiêu, lòng tôi vẫn nhớ những điều giá gương. Khắp nơi đồng ruộng phố phường, nhớ lời Phật dạy phải thương yêu nhau cùng. Đạo vàng điểm núi tô sông, xây nền văn hóa lạc hồng thắm tươi. Tôi về đây trước để lễ Phật tụng kinh, sau xin vào đàn bát độ để đưa hương linh qua đò. Xem lên bàn thờ thì hương trong đèn rạng, ngó ra ngoài rạp bà con nội ngoại xen lộn lúng tung. Đoái nhớ đến hương hồn thì ruột nóng như lửa nung, cúi đầu cầu nguyện Đức Đại Địa Tạng Bồ Tát Từ Vương, chánh khai địa ngục mở đường vãng sanh. Xem lên bàn thờ khói trầm hương nghi ngút, đoái nhớ đến hương hồn ruột đứt như kim châm. Hai tay bưng bài vì nước mắt tuôn đầm nhớ mưa. Trăm thứ hoa đua nở trên cành,
Thung dung tam bảo chúng sanh đôi đường, chớ hoa từ bi kia còn dãi nắng dầm sương. Hoa lan hoa huệ anh thương hoa nào, anh còn thương hoa mận hoa đào, hoa cam hoa quýt biết vào tay ai, hoa đào kia chưa thắm đã phai, thoang thoảng hoa lại nó lại thơm lâu. Ai ơi chớ phụ hoa ngâu, hoa bầu hoa bi cũng gọi là hoa hoa. Chơi hoa cho biết mùi hoa. Đây là những bài ca dao tục ngữ trong cuốn Ca dao tục ngữ Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập. Và quý vị có thể tìm hiểu thêm những câu ca dao tục ngữ ở trong cuốn sách của Hòa thượng Thích Trung Hậu sưu tập là cuốn Ca dao tục ngữ Việt Nam. Và Hòa thượng Thích Trung Hậu còn một cuốn nữa cũng nói về những chuyện cổ tích Phật giáo Việt Nam mang màu sắc Phật giáo, đó là cuốn Những chuyện cổ Việt Nam mang màu sắc Phật giáo. Thì quý vị có thể xem thêm ở trong đây thì có những cái cuốn như là có những cái chuyện như là Tấm Cám này, Sự tích dừa hấu, rồi Sọ dừa, Sự tích động từ thức, Thiền sư Không Lộ, vân vân. Thôi bây giờ dành cho nhạc ve và chim hót, dành cho lại không gian cho chim và ve.